Quốc hội tranh luận sôi nổi việc mua máy bay, bay cho cảnh sát cơ động. Giải cứu phó giám đốc sở cùng 6 người trên sông Thạch Hãn. ASEAN khởi động hội nghị thượng đỉnh trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Myanmar, đe dọa đến tín nhiệm của khối. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói chuyện với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen. Washington sẽ giúp người Afghanistan tái định cư ở Mỹ. Tòa án Hàn Quốc phạt thái tử Samsung vì sử dụng trái phép chất có kiểm soát. Đại dịch Covid-19 đã xóa sổ 1,7 nghìn tỷ USD GDP của các nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trung Quốc báo động biến chủng virus cúm gia cầm gây tử vong cao. Úc chi 1,6 tỷ USD mua hãng viễn thông tại Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyên gia, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ tuân thủ các quy định của WTO trong 20 năm gia nhập. Xin chào quý vị, tiếp theo là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp tối ngày 26 tháng 10 của Hợp TV. Mở đầu là phần tin trong nước. Sáng ngày 26 tháng 10, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật cảnh sát cơ động, trong đó nhiều đại biểu tranh luận sôi nổi. Việc có nên hay không trang bị tàu bay, tàu thuyền cho cảnh sát cơ động. Đại biểu quản Minh cường đoàn đồng nai cho rằng, trang bị máy bay không chỉ nằm ở vấn đề tốn kém mà quan trọng là dùng loại nào, trong trường hợp nào và phối hợp chặt chẽ ra sao. Tội phạm ngày càng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí trang thiết bị hiện đại, thì lực lượng công an nói chung, cảnh sát cơ động nói riêng sử dụng máy bay là nhu cầu cần thiết. Tranh luận về vấn đề này, đại biểu phạm văn hòa đồng tháp đặt vấn đề, lực lượng phòng không công quân cũng như cảnh sát biển bộ đội biên phòng kiểm ngư đã có tàu bay tàu biển sẵn có tại sao chúng ta không phối hợp sử dụng phương tiện kỹ thuật này của các lực lượng này khi cần thiết theo ông hòa quân đội sẵn sàng hỗ trợ tích cực đắc lực cho lực lượng công an lực lượng cảnh sát cơ động để thực hiện nhiệm vụ trong khi nếu mua tàu bay tàu biển cho cảnh sát cơ động và trang bị kỹ thuật sân bay riêng rất tốn kém cùng ý kiến đại biểu hoàng đức thắng quảng trị cho rằng quốc hội cần cân nhắc kỹ thay vì mua sắm riêng có thể nghiên cứu hướng để cảnh sát cơ động có thể phối hợp sử dụng máy bay của quân đội hoặc của lực lượng khác nhằm hạn chế việc tiêu tốn nhiều nguồn lực quốc gia. Việc phối hợp huy động lực lượng, phương tiện sẵn có sẽ tiết kiệm, hiệu quả hơn mua sắm riêng, đại biểu Thắng nêu. Nêu ý kiến về quy định liên quan nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Đoàn Hưng Yên đề nghị dự thảo luật nêu cụ thể căn cứ, điều kiện, trình tự thủ tục thẩm quyền quy định, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân như giải tán các vụ tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự. Cũng theo nữ đại biểu, dự thảo có quy định cảnh sát cơ động có quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp cấp bách. Tuy nhiên, cần làm rõ thẩm quyền cũng như trình tự, thủ tục huy động để đảm bảo thống nhất với các quy định có liên quan. Việc huy động trên cơ sở tự nguyện để đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Chiều 26 tháng 10, Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai các biện pháp tiếp cận tàu bị gặp nạn ở khu vực đập tràn trên sông Thạch Hãn để cứu 7 người. Theo đó, sáng cùng ngày, tàu chở đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị khi đến khu vực đập tràn Cụm Thủy Nông ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị thì gặp sự cố chết máy. Thời điểm này trên tàu có 8 người gồm 4 cán bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, 3 lái tàu và một chủ doanh nghiệp. Vụ việc khiến một người là chủ doanh nghiệp bị nước cuốn trôi mất tích. Những người còn lại leo lên được khu vực D của đập tràn và mắc kẹt ở đó. Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị, đoàn công tác của Sở có một phó giám đốc Sở đi kiểm tra giấy phép khai thác cát sạn trên sông Thạch Hãn. Tiếp theo là Tình Thế Giới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN đã khởi động hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào thứ Ba 26 tháng 10. Với sự tham gia của các nhà lãnh đạo hàng đầu của khối, hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức đang bao trùm ASEAN. Các cuộc họp sẽ kéo dài đến thứ năm, bao gồm các cuộc thảo luận toàn khu vực cũng như các cuộc đàm phán riêng với các đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh những bất ổn chính trị kéo dài của Myanmar đặt ra những nghi ngờ về mức độ gắn kết quốc tế của khối. Đồng thời, sự cạnh tranh an ninh ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đe dọa vị trí trung tâm của ASEAN trong khu vực. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc sáng ngày 26 tháng 10, đánh dấu cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo khối 10 thành viên trong 6 tháng. Vào tháng thứ tư, họ đã gặp mặt trực tiếp trong một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về khủng hoảng ở Myanmar sau khi quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ được bầu của cố vấn nhà nước Ayung San Suu Kyi vào tháng 2. Cuộc chính biến đã gây ra các cuộc biểu tình và một cuộc đàn áp đẫm máu. Họ đã nhất trí về một đồng thuận 5 điểm để khôi phục hòa bình. Sự kiện này có sự tham gia của Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing. Tuy nhiên đến nay, chính quyền quân sự Myanmar vẫn chưa đạt được những tiến bộ. Trong hội nghị lần này, ông Min Aung Hailing không được mời tham dự. Sự cấp thiết để duy trì sự tín nhiệm của ASEAN chỉ tăng lên khi Đông Nam Á trở thành một điểm xung đột chính trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Khối ASEAN từ lâu đã tự định vị mình là trung tâm trong kiến trúc an ninh của khu vực. Nhưng trận động đất chính trị mới nhất làm dung chuyển quan điểm đó xảy ra vào tháng trước khi Úc, Anh và Mỹ công bố liên minh AUKUS mới của họ. Theo đó cho phép Úc có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một số thành viên ASEAN, đặc biệt là Indonesia và Malaysia, đã bày tỏ quan ngại về bộ ba mới. Bản dự thảo tuyên bố của chủ tọa không đề cập đến AUKUS, nhưng nó có đoạn nêu rõ cam kết bảo tồn khu vực Đông Nam Á như một khu vực không có vũ khí hạt nhân, lặp lại các tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh trước đó. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã nói chuyện với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen vào ngày 26 tháng 10 qua cuộc điện thoại video Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh tình hình kinh tế vĩ mô và quan hệ song phương, theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc. Cả hai bên cho rằng, điều quan trọng là hai nước phải tăng cường, giao tiếp và phối hợp về các chính sách kinh tế vĩ mô, theo bản tin từ phía Trung Quốc. Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về thuế quan của Hoa Kỳ và sự đối xử công bằng với các công ty Trung Quốc. Ông Lưu, người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ, kể từ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bắt đầu cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Ông đã hội đàm với cả bà Yellen và đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai vào đầu năm nay. Sự tương tác đã gia tăng giữa các lãnh đạo kinh tế và thương mại của các nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 và diễn ra ngay cả khi chính quyền Hoa Kỳ chỉ trích Bắc Kinh vi phạm nhân quyền và tìm cách tập hợp các quốc gia giàu có khác để thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc. Đầu tổng 10, bà Catherine Tai đã cam kết loại trừ thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi gây giữ ép với Bắc Kinh về việc Bắc Kinh không giữ một số lời hứa trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được thực hiện dưới thời chính quyền Trump. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ hợp tác với các nhóm tư nhân để giúp người Afghanistan định cư tại Hoa Kỳ sau khi người Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban nắm chính quyền ở Kabul. Chương trình mới sẽ cho phép những người Afghanistan hình thành vòng kết nối bảo trợ để hỗ trợ ban đầu cho những người tị nạn khi họ đến và giúp họ định cư trong các cộng đồng trên khắp đất nước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai. Kể từ ngày 17 tháng 8, khoảng 76.600 người đã đến Hoa Kỳ như một phần trong cuộc di tản của người Mỹ và khoảng 53.000 người đã có mặt ở các cơ sở của Bộ Quốc phòng trên 8 địa điểm tính đến thứ Hai, Bộ An ninh Nội địa cho biết. Nhiều người đã có thể gặp rủi ro nếu họ ở lại vì công việc của họ trong 20 năm trước với quân đội Hoa Kỳ và đồng minh hoặc các cơ quan khác của Hoa Kỳ và nước ngoài. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố. Nước Mỹ thuộc tất cả các tầng lớp xã hội bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ trong việc giúp đỡ để chào đón những cá nhân này. Ông Blinken cho biết, chương trình được triển khai với sự hợp tác của nhóm tư nhân, trung tâm bảo trợ cộng đồng sẽ mở rộng năng lực của chính phủ trong việc tái định cư người Afghanistan và góp phần hoàn thành công việc của các đối tác cơ quan tái định cư phi lợi nhuận. Nhóm tư nhân sẽ chứng nhận các vòng kết nối bảo trợ thông qua kiểm tra lý lịch và đào tạo bắt buộc và xem xét các cam kết của họ để cung cấp hỗ trợ và các dịch vụ tái định cư ban đầu cho những người mới đến Afghanistan trong 90 ngày đầu tiên tại một cộng đồng địa phương. Một số tổ chức tị nạn đã và đang thúc đẩy Hoa Kỳ áp dụng một chương trình bảo trợ tư nhân hoặc cộng đồng cho những người tị nạn cá nhân, tương tự như một mô hình được sử dụng ở Canada. Một tòa án ở Seoul đã phạt tiền Phó Chủ tịch Samsung, Jay Lee, 70 triệu won, tức khoảng 59.000 đô la, cộng với phí sử dụng trái phép một chất được kiểm soát. Báo Yonhap đưa tin hôm thứ Ba. Tòa án quận trung tâm Seoul phạt ông Lee vì đã nhiều lần sử dụng Propofol, một loại thuốc an thần được sử dụng trong gây mê trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020. Theo luật pháp Hàn Quốc, người nhận hoặc sử dụng một chất được kiểm soát sẽ bị coi là bất hợp pháp và sẽ phải chịu trách nhiệm truy tố. Ông Lee đã tránh sự chú ý của công chúng kể từ khi được ân xá vào tháng 8 vì tội hối lộ và tham ô vào tháng 1. Ông vẫn bị xét xử bởi các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và gian lận báo cáo kế toán liên quan đến vụ sáp nhập trị giá 8 tỷ đô la Mỹ của hai công ty Samsung vào năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, theo một báo cáo của trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản, virus corona đã xóa khoảng 1,7 nghìn tỷ USD khỏi tổng sản phẩm quốc nội GDP của các nền kinh tế lớn nhất châu Á vào năm 2020. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản ước tính thiệt hại kinh tế do virus corona ở 15 quốc gia và khu vực Châu Á bằng cách so sánh các dự báo GDP được đưa ra trước đại dịch và với tốc độ tăng trưởng GDP được ghi nhận sau đó. Dựa trên dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng 10/2019, trung tâm này đã tính toán GDP danh nghĩa mà các quốc gia và khu vực đã đạt được nếu không có Covid-19. Trung Quốc đã công bố mức thiệt hại kinh tế lớn nhất với 638 tỷ USD. Trong số 15 nền kinh tế, trong khi hứng chịu đòn giáng đặc biệt nặng nề từ Covid-19 do quy mô nền kinh tế chiếm một nửa GDP châu Á và vai trò của nó trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Trung Quốc đã ngăn chặn được virus nhưng chỉ tăng trưởng 2,3% vào năm 2020. Ấn Độ cũng hứng chịu một cú đánh nghiêm trọng, nước này đã công bố mức thiệt hại kinh tế là 480 tỷ USD, mức giảm lớn thứ hai. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, ghi nhận mức thiệt hại kinh tế lớn thứ ba với 162 tỷ USD, do lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong GDP của nước này. Các ngành liên quan đến du lịch bị sụt giảm đặc biệt lớn, trong đó các hãng hàng không sụt giảm 49% doanh số. Du lịch chiếm 20% GDP của Campuchia và tổng thiệt hại kinh tế của nước này là 4 tỷ USD. Thái Lan, quốc gia cũng phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, đã bị xóa sổ 71 tỷ USD trong GDP. Hãng hàng không đầu ngành của đất nước Thai Airways đã đệ đơn phá sản vào tháng 5 năm 2020. Trong khi hầu hết các nền kinh tế châu Á đang phải vật lộn với đại dịch, chỉ có Đài Loan được hưởng lợi từ nó. GDP của Đài Loan đã tăng 44 tỷ đô la vào năm 2020, khi nhu cầu đối với nhiều sản phẩm công nghệ thông tin như máy chủ và điện thoại thông minh tăng do sự lan rộng toàn cầu của tiêu dùng tại nhà và thiết bị từ xa. Tình hình vẫn còn nhiều thách thức ở châu Á, ngoại trừ Đài Loan. Mặc dù đã có những động thái bình thường hóa nền kinh tế vào tháng 10, bao gồm cả việc nới lỏng các hạn chế du lịch ở Thái Lan và Việt Nam. Nhưng tác động tiêu cực trung hạn dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là năm 2022 vì sự thiếu hụt nhân sự và thiết bị ở các nước này. Reuters ngày 26 tháng 10 đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc báo cáo 21 ca mắc biến chủng cúm da cầm H5N6 trên người, gấp nhiều lần so với 5 ca vào năm ngoái. Mặc dù có số này thấp hơn nhiều so với hàng trăm người bị nhiễm virus H7N9 hồi năm 2017, bệnh do virus H5N6 gây ra đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người trở bệnh nặng và có ít nhất 6 người đã tử vong. Giáo sư Quê Cân, tại trường đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan, nói với Reuters, sự gia tăng các trường hợp mắc virus H5N6 trên người ở Trung Quốc năm nay là mối lo ngại. Đó là một loại virus gây tử vong cao. Hầu hết trường hợp nhiễm virus H5N6 đều tiếp xúc với da cầm và chưa có xác nhận virus lây từ người sang người. Vì vậy, sự gia tăng mạnh số ca mắc H5N6 ở Trung Quốc khiến giới chuyên gia cảnh báo biến chủng này dường như đã biến đổi và có thể lây nhiễm nhiều hơn cho con người. Gần đây nhất, ngày 13 tháng 10, một phụ nữ 60 tuổi ở tỉnh Hồ Nam được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do nhiễm virus H5N6. Mặc dù vậy, kể từ tháng 2, 2020, Trung Quốc chưa báo cáo bất kỳ đợt bùng phát H5N6 nào. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, CDC, không bình luận về sự gia tăng số ca mắc H5N6 trên người. Tuy nhiên, một nghiên cứu được xuất bản trên trang web của CDC vào tháng trước thừa nhận, sự đa dạng di truyền và phân phối địa lý của virus H5N6 gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp gia cầm và sức khỏe con người. Virus cúm gia cầm ngày càng phát triển sau khi quần thể gia cầm mở rộng. Chúng đã trở thành mối lo ngại bởi có thể biến đổi thành một loại virus lây lan dễ dàng giữa con người và gây ra đại dịch. Úc chi 1,6 tỷ USD mua hãng viễn thông tại Thái Bình Dương nhằm ngất chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Hãng viễn thông Úc Telstra vào hôm thứ Hai cho biết họ đã đồng ý mua các hoạt động tại Thái Bình Dương của công ty viễn thông Digicel Group trong một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD, phần lớn được tài trợ bởi chính phủ Úc và được coi là một cách để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong hợp đồng này, chính phủ Úc sẽ trả 1,33 tỷ đô la Mỹ. Theo Chà, đóng góp phần còn lại. Năm ngoái, nhà mạng Digicel đã bác bỏ một bản tin của truyền thông Úc nói rằng họ đang xem xét bán mảng kinh doanh ở Thái Bình Dương cho công ty nhà nước Trung Quốc China Mobile. Với tư cách là công ty viễn thông mắc nợ đã tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình. Việc bán DJCell cho một công ty Trung Quốc có thể là nguyên nhân gây lo ngại cho chính phủ Australia trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa các đồng minh của Hoa Kỳ và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cung cấp vốn cho một số dự án cơ sở hạ tầng ở Thái Bình Dương, gia hạn nghĩa vụ nợ ở một số quốc đảo nhỏ và đã giành được sự công nhận của quốc tế từ một số quốc gia trước đây đã liên kết với Đài Loan. Amanda Watson, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Australia cho biết, do Thái Bình Dương gần với Australia và do các vấn đề địa chính trị giữa Australia và Trung Quốc, chính phủ Australia khá lo ngại về ý tưởng một công ty Trung Quốc sở hữu một công ty viễn thông lớn ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 và 22 tháng 10, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã xem xét chính sách thương mại của Trung Quốc sau khi tổ chức này nhận được hơn 1.600 khiếu nại từ 40 quốc gia thành viên, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ. Các thành viên đều lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã không thực hiện các cam kết với WTO. Các chuyên gia cho rằng sau 20 năm cho phép Trung Quốc gia nhập WTO, tổ chức này đã thất vọng khi không đạt được mục tiêu ban đầu là thay đổi Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, giáo sư kinh tế Antonio Grasifo nói, ý tưởng lúc đó là nếu họ phải tuân thủ tất cả các quy tắc, họ sẽ không thể kiếm tiền hoặc phát triển nhanh chóng. Vì vậy, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đã đưa ra cho Trung Quốc một thời gian biểu rất lòng đẻo để đạt được 100% sự tuân thủ. Nhưng đã 20 năm trôi qua, Trung Quốc vẫn không tuân thủ Glider Prestowitz, một cựu nhà đàm phán thương mại cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, Trung Quốc khó có thể thay đổi và WTO không có khả năng thay đổi Trung Quốc. Trung Quốc chưa bao giờ thực sự tuân thủ các quy tắc của WTO. Nước này đã không đối xử với các nước và công ty nước ngoài theo yêu cầu của WTO. WTO nên chú ý đến điều này. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai trong bài phát biểu hồi tháng 10 đã chỉ trích Bắc Kinh tăng gấp đôi hệ thống kinh tế, lấy nhà nước làm trung tâm thay vì thực hiện các cải cách có ý nghĩa để giải quyết các mối quan tâm chung của Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Đồng thời, bà cũng cho biết, kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, WTO đã không thay đổi được hành vi thương mại của Trung Quốc như mong đợi là tuân thủ và thực hiện các quy tắc thương mại. Milton Ezarati, một biên tập viên của tờ tạp chí The National Interest và nhà kinh tế trưởng của Vester, một công ty truyền thông ở New York, bày tỏ lo ngại về định hướng tương lai của chính quyền Biden. Ông tin rằng cho đến nay WTO đã tuyên bố rằng họ không thể trừng phạt đảng cộng sản Trung Quốc nếu vi phạm. Forestoich cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông nói: "Chúng ta không thể thay đổi đảng cộng sản Trung Quốc, chúng ta có thể thay đổi chính mình." Ông nói thêm: "Những gì các quốc gia khác trên thế giới phải làm là quyết định những hành động cần thực hiện để giảm thiểu và bù đắp bất kỳ tác hại nào mà chính sách của đảng cộng sản Trung Quốc đã áp đặt rộng rãi. Ví dụ, Hoa Kỳ không thể ngăn cản Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức." những gì người Mỹ có thể làm là không mua bất kỳ lao động cưỡng bức nào. Ông trích dẫn rằng đạo luật cạnh tranh do Hạ viện Hoa Kỳ thông qua sẽ cung cấp 50 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ và kế hoạch cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng sẽ đầu tư 1,5 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng, tấm pin mặt trời và các ngành công nghiệp khác. Điều này sẽ cho phép Hoa Kỳ đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các ngành này cạnh tranh công bằng hơn với Trung Quốc về năng lực sản xuất. Ông nói rằng, ông cũng đã thấy các quốc gia khác áp dụng các biện pháp như Hoa Kỳ chẳng hạn như loại trừ các sản phẩm của Huawei khỏi lĩnh vực viễn thông. Ngoài các biện pháp trừng phạt hiện đang được Hoa Kỳ thực hiện, cần thúc đẩy việc thành lập tổ chức thương mại thế giới thứ hai, một tổ chức thương mại tự do cho các nước tự do, gạt bỏ Trung Quốc, Nga và những kẻ chuyên quyền. Prestowitz nói: "Tôi tin rằng các nước thế giới tự do sẽ đoàn kết chống lại các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những hành động này là không thể chấp nhận được." Davis, BB Phái đoàn thường trực của Hoa Kỳ tại WTO cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng, khi Trung Quốc gia nhập WTO, các thành viên mong đợi Trung Quốc tuân thủ các quy định của nghị định thư được thiết kế để bãi bỏ các chính sách và thông lệ không tương thích với hệ thống thương mại quốc tế của Trung Quốc vào thời điểm đó. Sau cuộc họp đánh giá kéo dài 2 ngày, tuyên bố mới nhất của VP cho biết, các quốc gia thành viên đã tuyên bố rằng Trung Quốc và nền kinh tế của nó đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc gia nhập WTO nhưng Trung Quốc đã không thực hiện các bước như mong đợi để thay đổi nhà nước của mình. Ông nói rằng bất kỳ vấn đề nào trong danh sách cũng đều nghiêm trọng và ông hy vọng rằng Trung Quốc sẽ chủ động giải quyết. BP nói rằng một số quốc gia thành viên đã thúc giục Trung Quốc đảm nhận các trách nhiệm trong WTO tương xứng với sức mạnh kinh tế và vị thế là một trong những quốc gia thương mại lớn của thế giới, bao gồm cả việc tránh trở thành một quốc gia đang phát triển trong các cuộc đàm phán. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của ĐCNH News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh ĐCNH News trên mạng xã hội chat nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên Youtube. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của ĐCNH TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.